mời quý bà con lắng nghe thông báo của trạm y tế xã. Hiện nay, trên địa bàn xã của chúng ta đang có rất nhiều ca bệnh vì dịch sốt xuất huyết do muỗi gây ra. Hiện tượng của bệnh là sốt, cơ thể mệt mỏi và có mẩn đỏ nổi lên. Nếu ai bị phát bệnh khi muỗi chích vào sẽ truyền cho người khác và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người bị nhiễm bệnh. Vì vậy, đề nghị bà con cần tuân thủ đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch như mắc màn khi đi ngủ, phun khử muỗi, giữ nhà cửa sạch sẽ và thoáng mát. Khi bị phát bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Thông báo đến đây là hết. Này 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 các bạn ơi, cái gì vậy? Hình như bạn Hương cũng đang bị nóng, sốt phải không? Mình thấy tay bạn ấy nổi đầy cái gì đỏ đỏ lên tay ấy. Đúng rồi, chắc bạn ấy bị sốt xuất huyết rồi đó các bạn ơi. Tránh xa bạn ấy ra, không chúng mình cũng bị lây đó. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy ạ? À, bố và bà nội sốt cao lắm nên mẹ phải chuẩn bị một ít đồ để đưa bố và bà vào viện gấp, kẻo rất nguy hiểm. Hương, con có mệt không? Sao người con nóng ran thế này? Dạ, con mệt lắm mẹ ơi. Người con nó nóng từ sáng đến giờ luôn ấy. Hình như con cũng bị sốt xuất huyết rồi thì phải. Con ngồi xuống đây để mẹ vào chuẩn bị cho con một ít đồ, vào viện kiểm tra luôn nhá. Nhưng ngày mai con phải đi học, làm sao nghỉ được mẹ? À, con yên tâm, để mẹ gọi điện bảo với cô giáo xin phép cho con nghỉ thôi. Nhưng con sợ khi con nghỉ thì các bạn sẽ không chơi với con nữa. Không sao đâu con ạ, bệnh này không nguy hiểm và lây lan như bệnh Covid-19 đâu. Nếu chúng ta không cẩn thận thì ai cũng sẽ dễ bị mắc bệnh, rồi các bạn sẽ hiểu và thông cảm cho con thôi mà. Dạ mẹ. Cả lớp đứng, cả lớp chào chúng em chào cô ạ. Cả lớp ngồi nào. Dạ thưa cô, lớp chúng ta hôm nay có bạn Hương vắng học ạ. À, mẹ bạn Hương có gọi điện cho cô xin phép cho bạn nghỉ vài ngày bởi vì bạn bị sốt xuất huyết. Mình nói rồi mà, bạn ấy bị sốt rồi. Hôm qua mình thấy tay bạn ấy nổi đầy gì ấy. Đúng rồi, hôm qua mình ngồi gần bạn ấy, có khi nào muỗi nó cắn bạn ấy rồi nó sang cắn mình không? Bạn Hương này bị ốm rồi, không ở nhà lại còn đi lung tung để lây cho người khác nữa. Lúc chiều mình thấy nhà bạn ấy có mấy người mặc đồ gì tùm kín rồi xịt xịt nhìn ghê lắm. Này, lớp trời tự nào, có chuyện gì mà các con xì xào nãy giờ vậy? Dạ thưa cô, chúng em đang nói về chuyện của bạn Hương ạ. À, Kem à, Kem không nên nói bạn Hương như vậy. Bạn Hương và gia đình của bạn có muốn như vậy đâu. Sốt xuất huyết là một dịch bệnh theo mùa. Vì vậy, trong chúng ta ai cũng có nguy cơ bị lây nhiễm. Nên các em không nên xa lánh hay kỳ thị bạn Hương, mà Kem phải động viên, giúp đỡ để bạn chóng khỏe, sớm quay trở lại trường học. Lớp chúng ta mới chỉ có một bạn Hương bị bệnh thôi, còn ở các lớp khác đã có rất nhiều bạn bị bệnh rồi. Vì thế, các em cần phải vệ sinh cá nhân và nhà cửa sạch sẽ. Ngoài ra, phải tuyên truyền với tất cả mọi người về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết để tránh bị lây nhiễm. Các em có đồng ý không? Dạ, chúng em đồng ý ạ. Dạ thưa cô, con xin có ý kiến ạ. Cô mời con nào. Dạ thưa cô, trong thời gian này bạn Hương bị sốt nên em xin phép cô cho em chép bài giúp bạn ấy ạ. Dạ thưa cô, em xin có ý kiến ạ. Bảo Anh, mời con nào. Dạ thưa cô cho bọn em xin phép chiều mai có tiết nghỉ được vào thăm bạn ấy được không ạ? Dạ đúng rồi cô ạ, cô cho bọn em vào thăm bạn ấy đi cô. Rồi, cô cảm ơn các em vì đã hiểu và thông cảm cho bạn Hương. Cô đã gọi điện cho mẹ bạn Hương thì biết được rằng hiện nay bệnh viện đang có rất là nhiều ca bệnh nên các em không nên tập trung đông người. 2-3 ngày nữa bạn ấy xuất viện về nhà, lúc đó chúng ta sẽ về thăm bạn ấy có được không nào? Dạ, chúng em đồng ý ạ. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Dạ.
Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một loài hoa rất là quen thuộc với học trò của chúng ta, đó là hoa phượng, qua bài tập đọc Hoa học trò. Mời các em mở sách trang 43. Hương ơi! Vào đi các con. Hương à! Em chào cô ạ. À. Cô và các bạn tới nhà em có việc gì không ạ? À? Ôi, Hương, làm gì mà con có vẻ sợ sệt vậy? Cô và các bạn đến thăm con mà. Dạ thưa cô, bạn Hương sợ sệt là do bọn em đấy ạ. À. Không thấy bạn ấy như vậy, bọn em cứ nghĩ là bạn ấy bị bệnh gì nghiêm trọng nên đã xin lỗi và trách bạn ấy ạ. À. À, ra thế à? Hương ơi, cho bọn mình xin lỗi bạn nha. Vì bọn mình không biết nên đã có thái độ như vậy với bạn. Chúng mình xin lỗi bạn nhiều nha. Bọn mình đã biết lỗi vì có thái độ như vậy với bạn. Có gì bạn bỏ qua cho tụi mình nha. À, mình có chép bài cho bạn rồi này. Mình cảm ơn. Cô chào các cặp chào đến nha chơi ạ. À. Chào mẹ bạn Hương nha. Đúng chào, chào gì ạ. À, mời cô giáo và các chào vào nha ngồi chơi. Vâng ạ. Hôm nay các con làm bài tập chưa? Cô giao bài tập về nhà làm chưa nhỉ? Dạ rồi. Ừ, ngày nghỉ nhưng mà cũng phải cố gắng làm bài nhá. Khỏi ốm thì đi đến lớp, cố gắng tiếp thu bài nha con. Dạ. Ừ, nhớ chắc các con, nhớ chúc đỡ bạn Hương nữa nhá. Dạ. Ừ. Các bạn ơi, bài hát ngày hôm qua chúng ta vừa học kìa. Chúng ta hãy cùng hát theo nào. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, cánh chim ngủ thương mến. Hải âu ơi, cánh chim vương trên sông. Cùng bay nào, cho trái đất quay. Cùng bay nào, cho trái đất quay. Các em à, dù trong hoàn cảnh nào thì cô và mẹ cũng sẽ luôn là những người đồng hành với các em. Vì vậy, trong cuộc sống thì khi gặp những khó khăn, vướng mắc gì thì các em phải mạnh dạn, chia sẻ để chúng ta cùng tháo gỡ nhé. Các em có đồng ý không? Dạ, chúng em đồng ý à. Chúng con yêu mẹ và cô nhiều lắm à. Hoạt động này đến đây là kết thúc. Kính chúc quý phụ huynh sức khỏe, chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại quý phụ huynh và các em ở các hoạt động tiếp theo.